Xin kính chào các đồng nghiệp cũng như là các khán giả theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ chuyên khoa Đỗ Anh Tuấn, trưởng khoa ngoại tiết niệu bệnh viện K. Là khoa mà tiếp nhận những bệnh nhân khám về ung thư tiền liệt tuyến, ban đầu là khoa chẩn đoán cũng như là tham gia vào việc điều trị ban đầu với bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Chính vì vậy mà hôm nay tôi cũng xin trình bày về việc chẩn đoán cũng như là những cái vai trò của ngoại khoa trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến cũng như trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến. Nói về ung thư tiền liệt tuyến thì mọi người đều biết ung thư tiền liệt tuyến tức là nói đến ung thư của biểu mô tuyến tiền liệt. Vì là cũng có thể có một số các cái thể khác mà phát hiện ở ung thư ở tiền liệt tuyến như ung thư tế bào nhỏ, ung thư thần kinh nội tiết hay là sarcom, nhưng mà cái này người ta không xếp vào trong ung thư tiền liệt tuyến, nên bài trình bày của tôi hôm nay sẽ nói về cái ung thư biểu mô của tuyến tiền liệt. Sơ qua về tình hình dịch tễ của ung thư tiền liệt thì chúng ta thấy nhìn trên biểu đồ thì chúng ta thấy rằng là ung thư tiền liệt là bệnh mà cái tỷ lệ mắc với lại tỷ lệ tử vong thì các bạn nhìn thấy là hai cái đường biểu hiện nó rất là xa nhau. Như vậy chứng tỏ là bệnh ung thư tiền liệt là bệnh mà tiến triển chậm, thời gian sống còn lâu. Cũng như đây, trên đây chúng ta thấy là bút được không phải. Nếu mà trong cái giai đoạn khu trú tại chỗ thì cái tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể đến 100%. Về chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì trước tiên là xét nghiệm PSA. Đây là một cái marker chỉ điểm u mà là xét nghiệm bước đầu cho ung thư tuyến liệt. PSA có thể tăng trong những bệnh lý khác như viêm nhiễm có u xơ tuyến liệt, và theo tuổi PSA cũng có thể tăng, rồi là béo phì. Tuy nhiên, PSA vẫn là một kháng nguyên đặc hiệu trong ung thư tuyến liệt và sẽ tăng trong bệnh ung thư tuyến liệt. Vì vậy mà PSA có vai trò trong việc sàng lọc, chẩn đoán cũng như là theo dõi điều trị ung thư tuyến liệt. Về cái thang điểm PSA thì có rất nhiều các cái yếu tố cần phải làm trong đó. Ví dụ như là PSA toàn phần, PSA tự do, tỷ lệ giữa tự do trên toàn phần, rồi mật độ PSA, sự biến thiên của PSA cũng như là thời gian nhân đôi của PSA đều liên quan đến sống thêm cũng như là các cái sống thêm không bệnh của bệnh nhân. Ngoài ra cũng còn rất nhiều các cái xét nghiệm khác mà liên quan PSA như là chỉ số phi, là người ta dựa vào PSA tự do, PSA toàn phần, phần trăm P2 PSA và P2 PSA để người ta tính cho chỉ số phi. Như các bạn đã thấy đây là nếu mà ta thấy rằng PSA dưới 4 thì cái tỷ lệ mắc bệnh có thể chỉ là 15%, từ 4 đến 10 là 25% và trên 10 là 50%. Tuy nhiên chỉ số phi này cũng sẽ làm cho giảm cái tỷ lệ mà chúng ta phải sinh thiết nhầm trong những bệnh nhân mà có cái PSA từ 4 đến 10. Theo hướng dẫn của NCCN thì cái xét chỉ định xét nghiệm PSA này về sàng lọc thì là tuổi thì 50, ở những người đàn ông trên 50 tuổi là phải xét nghiệm. Còn ở những người có nhóm nguy cơ cao, ví dụ như là trong gia đình, bố hay có người bị ung thư tiền liệt tuyến thì người ta khuyến cáo là 45 tuổi là phải xét nghiệm PSA để sàng lọc. Và thời gian thì có thể là xét nghiệm 6 đến 12 tháng một lần. Với cái nhóm các bệnh nhân mà theo dõi thì phải theo dõi PSA dưới 6 tháng một lần. Với bệnh nhân sau điều trị triệt căn thì theo dõi 6 đến 12 tháng một lần trong 5 năm và sau đó thì 1 năm một lần. Và với bệnh nhân đang điều trị ADT tức là cắt tinh hoàn thì xét nghiệm PSA 3 đến 6 tháng một lần hoặc 6 đến 12 tháng một lần nếu mà cái thời gian PSA trên 10 tháng. Dựa vào PSA thì chúng ta thấy rằng là có thể hướng tới là có bệnh ung thư tiền liệt hay không. Còn để chẩn đoán xác định chính xác ung thư tiền liệt tuyến thì tiêu chuẩn vàng vẫn là sinh thiết với tiền liệt tuyến.
Theo cái quy định của Bộ Y tế thì Việt Nam thì chỉ định sinh thiết ung thư tiền liệt tuyến khi mà PSA trên 4 nanogram trên ml. Ngoài ra người ta có thể phải phối hợp thêm với lại siêu âm hoặc MRI xem có tổn thương ở tiền liệt tuyến hay không. Về các phương pháp sinh thiết thì hiện nay chủ yếu là sinh thiết qua đường trực tràng với hướng dẫn của siêu âm và sẽ sinh thiết 12 mảnh. Bệnh viện ca là làm theo đúng cái tiêu chuẩn đó. Còn có thể sinh thiết qua tầng sinh môn, tuy nhiên hiện nay rất ít khi mà người ta làm sinh thiết qua tầng sinh môn, vì làm sinh thiết qua tầng sinh môn thì ngoài cái việc có nhiều biến chứng thì nó còn phải làm dưới MRI chứ không thể làm qua siêu âm được. Sau khi sinh thiết thì xác định được cái thang điểm Gleason. Thang điểm Gleason này sẽ có giá trị tiên lượng bệnh cũng như là định hướng điều trị. Chính vì vậy mà sinh thiết không chỉ có vai trò trong việc chẩn đoán xác định bệnh ung thư tiền liệt tuyến mà còn có vai trò quan trọng trong việc tiên lượng và định hướng điều trị. Sinh thiết thì sẽ xác định được cái độ biệt hóa của tế bào, độ ác tính của tế bào ung thư cũng như là mức độ thường gặp, vì chúng ta biết rằng là điểm Gleason sẽ lấy điểm của cái nhóm của cái thường gặp nhất và thường gặp thứ hai cộng lại để tính điểm Gleason. Ngoài ra thì các cái xét nghiệm khác để chẩn đoán như là chẩn đoán hình ảnh cũng có giá trị trong việc đánh giá khối u, vị trí kích thước xâm lấn, rồi đánh giá chức năng để định hướng sinh thiết, cũng như là các phương pháp khác như siêu âm MRI, PET scan, PET, PSMA để đánh giá các cái tổn thương, phát hiện di căn. Như vậy, tôi sẽ trình bày những cái xét nghiệm cơ bản trong việc chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chẩn đoán hai vấn đề chính trong ung thư tiền liệt tuyến là chẩn đoán giai đoạn và chẩn đoán nhóm nguy cơ. Như chúng ta thấy trong ung thư tiền liệt tuyến khu trú, ngoài việc chẩn đoán là khu trú thì chúng ta cần phải xác định nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình hay nguy cơ cao. Ba nhóm chính, trong đó có nhóm thứ hai là ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn lan rộng tại chỗ tại vùng, và nhóm thứ ba là ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn muộn, mà tí bác sĩ Phương sẽ trình bày về phần điều trị, tức là tái phát di căn. Ngay ở trong giai đoạn này thì chúng ta cũng phải xác định được các cái yếu tố nguy cơ như là tải lượng khối u cao, tải lượng khối u thấp, high risk, high volume. Về phần lựa chọn của điều trị ung thư tuyến tiền liệt thì tôi nói sơ qua về các cái phương án điều trị với các giai đoạn. Thì về quyết định điều trị thì phụ thuộc vào giai đoạn và độ biệt hóa, rồi đánh giá lợi ích và nguy cơ của việc điều trị, cũng như phụ thuộc vào tuổi, tình trạng sức khỏe, mong muốn của bệnh nhân, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và chính vì vậy mà người ta với nhất là với giai đoạn khu trú, phẫu thuật triệt căn thì người ta thường là phải có cái ước tính, bảng ước tính thời gian sống thêm dựa vào tuổi và tình trạng sức khỏe như các bạn đã thấy. Về diễn biến ung thư tiền liệt tuyến thì trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là có rất nhiều giai đoạn, ngay từ giai đoạn khu trú, sau đó thì đến giai đoạn tái phát trên sinh hóa, rồi đến giai đoạn chưa di căn, rồi giai đoạn nhưng mà đã kháng cắt tinh hoàn, giai đoạn di căn nhạy nội tiết, và cuối cùng thì vẫn đều đến dẫn đến là giai đoạn cuối cùng là giai đoạn di căn và kháng cắt tinh hoàn. Về chiến lược điều trị của ung thư tiền liệt tuyến khu trú thì các bạn đã thấy về phác đồ thì người ta có thể có rất nhiều phương án như là theo dõi, như cắt tiền liệt tuyến toàn bộ triệt căn với vai trò của ngoại khoa, hoặc là xạ trị ngoài cộng xạ trị áp sát. Ngoài ra có thể có các điều trị bổ trợ cũng như tân bổ trợ. Và việc lựa chọn phác đồ điều trị này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chúng ta thấy, như là người bệnh, như là nhóm nguy cơ, rồi các yếu tố khác như là phương tiện điều trị, cơ sở vật chất, trình độ phẫu thuật viên, rồi các nguy cơ các biến chứng. Tôi chỉ trình bày về chủ yếu là vai trò ngoại khoa là đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị ung thư tiến liệt tuyến tại chỗ. Thì như chúng ta đã biết trên cái bảng này thì ung thư tiến liệt tuyến tại chỗ thì người ta có
như tôi đã nói ở trên là có các phương pháp điều trị chính là cắt tiền đình tuyến triệt căn, xạ trị thì có xạ trị ngoài và xạ trị áp sát, hoặc là theo dõi tùy theo là các bạn thấy là ở cái trong cái nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ trung bình thì người ta còn có thể có các điều trị phối hợp như là cắt tinh hoàn bằng tiêm thuốc. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn khu trú thì điều trị hai phương án điều trị chính là cắt tiền liệt tuyến triệt căn và là xạ trị. Cắt tiền liệt tuyến triệt căn có thể là mổ mở, có thể phẫu thuật nội soi hoặc robot. Xạ trị thì xạ trị ngoài và xạ trị áp sát, và đồng thời là có thể có điều trị tân bổ trợ, điều trị bổ trợ bằng cắt tinh hoàn. Về vấn đề ngoại khoa thì tôi cũng nói thêm một chút về cắt tuyến tiền liệt triệt căn. Chỉ định thì người ta thường là chỉ định với bệnh nhân có thời gian ước tính sống thêm là trên 10 năm hoặc 5 đến 10 năm. Giai đoạn thì có thể T1, T2 và T3A là 0M0. T3A thì còn lựa chọn cũng tùy thuộc vào PSA và mức độ mô bệnh học nữa. Về nguyên tắc của phẫu thuật triệt căn tiền liệt tuyến thì cắt toàn bộ tiền liệt tuyến, tổ chức xung quanh như là niệu đạo, túi tinh, ống dẫn tinh, vét hạch vùng. Về các cái tai biến trong phẫu thuật triệt căn, có thể tai biến và biến chứng có thể xảy ra. Trong mổ thì có thể xảy ra chảy máu, có thể tổn thương các cái tạng xung quanh, nhất là trực tràng. Đấy. Sau mổ thì có thể huyết khối chi dưới, nhồi máu phổi, nhiễm trùng. Các cái di chứng về sau thì có thể là tiểu không tự chủ hoặc là rối loạn cương dương. Đây thì cũng là một cái sơ đồ mô tả chung thôi, phương pháp mổ mở cũng như là mổ nội soi phẫu thuật robot. Thì các bạn thấy mổ mở thì người ta có hai đường chính là đường mở bụng và đường tầng sinh môn. Còn các hình ảnh của phẫu thuật các toka phẫu thuật nội soi với robot. Ngoài ra thì cái vai trò phẫu thuật có thể còn có những cái vai trò trong các giai đoạn khác của ung thư tiền liệt tuyến, như là mục đích chủ yếu là chăm sóc triệu chứng hoặc là giải quyết các cái biến chứng trong quá trình điều trị nội khoa. Đấy. Hoặc là có thể là bệnh ngoại khoa có vai trò trong cắt tinh hoàn bằng ngoại khoa, thì các cái biến chứng như là bệnh nhân như là ngoại khoa có thể phải xử lý như là dẫn lưu thận, dẫn lưu niệu quản bằng quang, đặt sông di di. Rồi là các cái biến chứng về xương cũng có thể ngoại khoa cần phải điều trị bằng đổ xi măng hay gì đó, vân. Trên đây là cái bài trình bày sơ bộ của tôi về việc chẩn đoán, nguyên tắc điều trị cũng như là điều trị về ngoại khoa của ung thư tiền liệt tuyến. Thực ra thì đây cũng là một cái rất là ngắn gọn thôi, chứ tôi cũng chưa đi sâu được vào cái gì, tại vì thời gian cũng không cho phép. Cũng chỉ nói rất sơ bộ, sơ qua về các vấn đề đó. Và cũng mong các khán giả có thể có câu hỏi gì thì tôi cũng sẽ trả lời thêm trong các cái vấn đề tôi vừa trình bày. Xin cảm ơn. Trong thời gian các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về nội dung này, quý vị, quý đồng nghiệp có câu hỏi bàn luận, trao đổi thì quý vị có thể trực tiếp để lại câu hỏi trên trang Facebook hoặc YouTube ở trường bình luận ngay phía dưới màn hình của quý vị để chúng tôi có thể góp ý tổng hợp lại cho ban cố vấn và báo cáo viên sẽ trả lời quý vị trong phần thảo luận của chương trình. Hoặc quý vị có thể gọi qua số hotline của chương trình 0989 430 638 để được kết nối trao đổi trực tiếp với bác sĩ tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, qua bài báo cáo của bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, chúng ta đã nắm rõ được một cái sơ đồ, một cái mô hình về điều trị hiện nay về trong vấn đề ngoại khoa trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Trong quá trình bác sĩ Tuấn trình bày, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi, các vấn đề thắc mắc thảo luận từ các quý đồng nghiệp. Chúng tôi xin đến câu hỏi đầu tiên đến từ một đồng nghiệp của chúng tôi, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Ung Biếu Hồ Chí Minh có hỏi các tiêu chuẩn quan trọng để tham gia lựa chọn các tiếp cận tối ưu với bệnh nhân chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến là gì? Kính thưa bác sĩ Đỗ Anh Tấn trả lời cho đồng nghiệp chúng ta. Kính mời anh. Vâng. Về câu hỏi của bạn thì thực ra là tôi cũng đã trình bày sơ qua ở trong cái bài trình bày. Việc lựa chọn điều trị thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ba cái chính. Là thứ nhất là bản thân cái bệnh tiền liệt tuyến, thứ hai là bản thân bệnh nhân, và thứ ba là cái điều kiện
ở cái cơ sở điều trị đó. Thế về bệnh thì chúng ta cần phải để ý đến rất nhiều các cái yếu tố, ví dụ như mức độ xâm lấn, rồi giải phẫu bệnh, khối u, hạch, giai đoạn TNM, độ mô học, rồi nồng độ PSA, rồi rất nhiều các cái kết quả ước tính trong phương pháp điều trị khác nhau và các cái biến chứng khi lựa chọn điều trị. Về bệnh nhân thì có thể là phải căn cứ vào thể trạng, tuổi tác, thời gian sống thêm, các cái bệnh phối hợp và bản thân cái mong muốn, sự lựa chọn của bệnh nhân. Ngoài ra thì còn có cái vấn đề thứ ba, cái yếu tố thứ ba là bản thân cái cơ sở điều trị, điều kiện của cơ sở điều trị, rồi điều kiện phẫu thuật viên và các yếu tố khác. Đấy là ba cái vấn đề chính mà tôi thấy là trong cái việc lựa chọn điều trị thì chúng ta phải quan tâm đến ba vấn đề đó.